À, thưa mọi người thì nãy giờ Hồng định đi đó là thấy có chú Bảy Thiện có đi chở về dự lễ mọi người. Mà thông tin chú Bảy Thiện rất là hot hiện nay ha. Hôm rồi có những clip anh em đưa là chú khóc và nói là không còn ở đạo tràng, bị anh em hắt hủi này kia gì đó. Thì Hồng định đang đi tiến thẳng lại chú để mà gặp hỏi tình hình coi nó như thế nào, có giống như dư luận không, và hiện giờ đời sống của chú ra sao ha. Tại vì những cái clip mà chú khóc nói là anh em hợp lại này kia là không cho chú ở trong đạo tràng nữa đó. Nghe cũng rất là xúc động gì. Vấn đề anh đẩy đâu vậy? Giờ ở đâu anh đẩy? Bây giờ dạ, thì ở cách đó 20 cây số để mình cho công tác từ thiện trở lại. Dạ. Bởi vì đó ở đây tôi nói thật với quý vị mình đó, tôi không phải tu như con chim mà tu như con diều. Con chim đó khi gặp gió mưa là nó tìm chỗ để nó đậu. Còn con diều đó khi gặp mà trời giông tố càng gió thì nào nó càng lên cao. Không muốn mình không giờ đậu nào là tôi càng và thượng tướng nhiều gặp gió chừng nào càng lên cao, còn mà trong bão đó là xin đó bữa nay gặp nè, ước mơ gì nữa, ước mơ thành hiện thực nè. Đây đây là anh bên Bảy Thiện nha, đây là quân Bảy Thiện, ảnh là có gặp ảnh là đường này người kia đồn nói tôi bị bệnh đi đau nằm tại chỗ của thủ tướng cho nó đầu lên đây nè. Đúng rồi cách đây khoảng nửa tháng trước thì có người đồn nói anh Bảy Thiện cấp cứu nhà nhập cho bệnh viện. Đúng rồi à, bây giờ nè, bữa nay sẵn anh em quay nè, tại tôi nói khổ nó nghe những cái tin đồn nào mà của anh em mà tao nói gì cũng trời tàn phải thiệt, mình nói cái người đó đó chứ nguyên một cái tóc bức xe mà hồi đó tóc bức xe tôi có biết cái mặt cái đứa nào đâu mà cũng cắn tôi vô đó nữa, nó kêu tôi lại đâu mà đâu đó đâu mà bà giải rồi tôi nói hả không có cần anh em nào mà bà giải hay hoặc giả là đi lại tính chắn gì cho tôi cho nó có hay không đâu tôi được biết. Nhưng mà tôi nói tôi công bố thật với anh em á, từ ngày 18 tháng 7 năm 1985 là tôi phát năm 57 tuổi. Năm nay là 54 tuổi là 37 năm. Nếu trong cuộc đời tôi đó, là một tu sĩ làm việc đó bây giờ năm nay, mặc dù được đây nữa thì tôi không dám chắc ăn nha. Nhưng mà tôi công bố chú quý vị là chú Hồng Văn Tam Bảo, chú Quang Linh, Đức Thầy luôn. Hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm lần thứ 83 là ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo. Tới mãi tới bây giờ nếu trong cuộc đời của tôi đó mà tôi có vướng dắt một cái tình cảm nào với một cô gái nào thôi và có phá kinh tế gì của bất cứ một người nào trong cõi đời này trên quả đất này luôn, tôi sẽ đọa trăm đời ngày kiếp dưới địa ngục không bao giờ thất vọng. Vậy đó tôi dám công bố mạnh như thế đó, không quốc mình như thế đó. Còn về mặt pháp lực, còn về mặt pháp lực nếu bây giờ tin tưởng không tin tưởng thì nếu ra đó mà khám tôi không còn là con trai nghèo nghẽo là tôi chịu tử hình tại chỗ. Ở sao bác sĩ sao con nói vậy ta người đó mặt luôn. Anh Bảy ơi, cho em hỏi thế là Bảy như gần đây thì vấn đề anh Bảy đâu vậy, giờ ở đâu anh Bảy? Dạ thì ở cách đó 20 cây số để mình cho công tác từ thiện trở lại. Dạ. Bởi vì đó ở đây tôi nói thật với quý vị mình đó, tôi không phải tu như con chim mà tu như con diều. Con chim đó khi gặp gió mưa là nó tìm chỗ để nó đậu. Còn con diều đó khi gặp mà trời giông tố càng gió thì nào nó càng lên cao. Không muốn mình không giờ càng gặp người đậu nào là tôi càng và thượng tướng nhiều gặp gió chừng nào càng lên cao. Còn mà trong bão đó là xin đó ngày. Bữa nay gặp nè, ước mơ gì nữa, ước mơ thành hiện thực nè. Đây đây là anh bên Bảy Thiện nha, đây là quân Bảy Thiện, ảnh là có gặp ảnh là đường này người kia đồn nói tôi bị bệnh đi đau nằm tại chỗ của thủ tướng cho nó cho đầu lên đây nè. Đúng rồi cách đây khoảng nửa tháng trước thì có người đồn nói anh Bảy Thiện cấp cứu nhà nhập cho bệnh viện.
Bữa nay nghe nói anh đây là tôi chạy lại tôi quay liền á. Có bệnh tại vì bệnh tim. Bệnh tim hả? Tôi bị bệnh tim. Tim đã 4 năm nay rồi. Bởi bây giờ đó là ai cũng hỏi tôi là bây giờ không lập lại đâu càng khác. Tôi nói lúc còn nhỏ, lúc 30 tuổi là tôi năng nổ. Hồi lúc tôi mà xuất gia trên con bảy là lúc đó tôi mới 19 tuổi thôi, 4 năm rồi tôi ở trên đó. Cho nên tôi ước ao là sau này tôi mà lập một cái đạo tràng mà 20 năm sau mới lập được. Thì lập mình 20 năm rồi, bây giờ đó bệnh tim rồi, năm nay 51 tuổi rồi. Hồi đó 30 tuổi, 20 mấy tuổi là bắt đầu lập đạo tràng. Phải 20 năm, vậy bây giờ tôi năm nay 54 tuổi rồi, lập 20 năm mà 44 tuổi rồi, sống khóc rồi đi đâu. Chết nhát rồi bỏ gì nữa. Cho nên bây giờ từ đây đến sau là tôi nguyện là tôi ở bà. Bây giờ không có còn miếng đất nào chính thức. Để chỗ nào tôi thấy chỗ nào thôi mà đất lành thì chim đậu, đất xấu thì chim bay cái rồi. Giờ tôi vô khác, không có ai tranh chấp mà khỏi ai hết rồi. Buông hết toàn bộ. Cho nên á, lúc tôi ra đi tôi phát phát tâm tôi ở trên cô bảy năm 19 tuổi là tôi đã bỏ gia đình rồi, không có liếu cái gì hết, không có dính một cái gì hết. Cho nên á, hồi đó mấy anh tôi cái chị đồ rồi đứng bàn phán không. Cho nên ngày nay đứng lên chiếu theo bàn phán tôi chỉ có bốn cô đồ ra đi thôi. Mà thấy bây giờ mình ngon rồi, hồi đó mình lên ra coi đợi tôi dính bộ nào đâu, phải không? Thì đủ gì thì ngon rồi, hồi đó mình đó mở mắt chào đời trong bụng mẹ ra không có cái quần áo gì hết trơn. Con có nón với vị, bây giờ muốn đòi lấy lại nữa là trả luôn cái nón với vị này. Cũng như gần đây có một số người đồng đạo tính hỏi vấn đề anh Bảy ở đâu đó, nhưng mà ta muốn tìm đến anh Bảy như thế nào anh Bảy? Không, bây giờ thì tôi chưa từ chối thẳng. Bởi vì bây giờ mình ở bà nhà của ta mà đi đợi nhập sơn đi. Chứ phải tôi ở nhà ông này thì được hả? Ông này là kho gạo. Ở đây là tại chợ mới ở vùng An Giang nữa. Dạ dạ. Đó, tôi đi với đó. Có một số đồng đạo cũng rất nhiều người tính hỏi thăm mình vấn đề anh Bảy ở đâu đó. Còn nhưng mà tôi mình là không biết ở đâu mà mình chỉ anh đồng đạo ta, cho nên tôi chưa có dám cho anh em tới đâu. Dạ dạ dạ. Nói mẹ mình còn nương ở đất của anh em ta. Dạ dạ dạ. Cho nên tôi chưa cho biết địa chỉ nữa. Ông già mấy cô rồi phải ngoại ta cũng gọi điện về cho khóc ké với tôi nhiều lắm luôn. Nói gì chơi lắm, lúc đôi khi anh vui lạnh dạng nhiều khi dùng cháy cũng khóc ba người chứ không lẽ tụi ngoài không có khóc nữa. Anh Bảy đi giếng bữa nay ngày nay giờ hay là ngày nghỉ còn ngày mai mới về anh Bảy? Chiều nay về đặng ngày mai này đó là mình phóng sạch thả cá, tại giờ mình phóng sạch tới mình sáu bảy mươi triệu luôn, cho nên ngày mai là mua hết cái chợ mua với là cá trong sông của bắc là mình phóng sạch nhau ngày này để mình phóng về nhà. Gặp người muốn hỏi gì đó hỏi đi. Ngày mai là tôi về đặng ngày mai phan không ngộ. Thần tưởng thần tưởng vô đặng ở ngoài thì tính nữa chứ đi vô trong trọng luôn mình quên nó phan đi để đạo ra bây giờ tôi không có không thôi. Mình hẹn với em chứ rồi. Hổng tôi thấy cháu thì về bóng canh nè, nói ngày 18 chứ mấy. Cho nên để anh em hổm dài đó tôi tắt máy rồi ai đâu gọi liên lạc không được. Tôi là công bố cái gì mình cách 3 ngày nay. Ngày chỉ trong thanh đó là tôi dữ lắm luôn, cho nên nó đặt bàn cầu nguyện hổm dài rồi bữa đó tôi qua bác sĩ Diệu Hoàng á. Ông mới gọi điện sao mà ông gặp tôi mừng quá, hôm qua ông gặp. Ông nói đó là hiện bây giờ trên Tây Ninh đó là tôi đã mua sẵn là 7.000 mét vuông. Tất cả sẵn rồi, bây giờ anh muốn lên đó là đi giao chìa khóa cho anh lên đó là anh ở cho anh nó miếng đất trên luôn. Nhìn cái hồ Dầu Tiếng rất là đẹp luôn, tôi nói không? Bây giờ là tôi chỉ ở đậu ở đây thôi, bởi vì tôi đang trên đường về Tây Phương mà bây giờ lỡ bước tôi ghé Tây Ninh về bữa không? Ghé Tây Ninh vài bữa thôi mà tôi về quê hương chính sở tôi về Tây Phương chứ tôi không ở Tây Ninh đâu. Nói vậy bây giờ ơi, giờ chú Bảy muốn về An Giang, hiện bây giờ tôi đang mua trên gần tốc của Đại Hòa là 7.000 mét vuông. Đang mua trở trang ngăn cãi vậy đó. Trong anh chứ qua khu 10 là mua 7.000 mét vuông trở rồi đó đó. Bây giờ anh muốn tặng về núi rồi về đó, nó không. Bởi vì tôi bây giờ tôi còn nặng nợ với anh em là mạnh thường quân với hai nữa là một. Là những cái người như mảnh đời bất hạnh. Mùa mưa này đó là tôi đang gác nhà tôi chịu cho người ta rất là nhiều luôn. Cho nên là bây giờ có thể mà không đâu có để ngồi chơi, đạo đâu có để ngồi chơi dưới nhà luôn các bạn. Tôi không giúp đỡ một lần, tôi mới quay cẩn thận đi cho nên á. Một đất là thăm, nó có một đời bất hạnh cuối cùng. Còn nếu làm hết cả thì cũng không phải của mình để lo cho các bạn của mình. Dạ.
thì họ đó. Người tu thì sức phải cao, còn công thì nặng là bao nhiêu vàng. Tu làm lợi ích nhân sanh chứ không tu đốt thành tài sản. Mà nào giờ là con phải vừa có cho nên gần 3 năm nay rồi. Dạ, mặc dù đó cái công việc đó là tạo được cái nhiều nhưng mà vậy thì gần đây thì có một số người thì nói anh ấy đâu mẹ hiện đúng đâu mặt thế giới là anh ấy là đi đây đúng rồi chuẩn bị kinh nghiệm rồi nhưng mà gần đây thì phải buổi xuất hiện tại chùa An Lạc tự nhiên thì phải tức là dự lễ hôm nay thì đây là trực tiếp mấy người giờ là ăn có ngon lành chờ đợi bởi mấy anh chị đó hôm dài đó nghe tôi bệnh rồi đó gọi điện tôi là kêu kêu tôi về tôi mới nói thẳng rồi tôi nói tất cả các anh chị coi như tôi đã chết cứ coi như tôi đã tắt rồi và tôi công bố cái chuyện mình luôn đó tôi nói là sau này tôi cũng viết cái tờ di chúc nữa mà nghe nói tới đây đó mình càng khó khăn dòng đi có bốn bộ đồ viết di chúc gì giờ là tôi viết cái tờ di chúc để sau này tôi có ốm đau bệnh hoạn mà để cho đồng đạo nuôi tôi và cái ngày tôi ra đi đó để cho đồng đạo biết là di chúc không có cần gì nữa. Bây giờ đó anh em quay đó là tôi nói thẳng trực tiếp ông chú quy ra nãy chỉ cần nói một tiếng lên thì sẽ phải có người gắt nhiều người nuôi à như là chính đó trong đó là có tôi luôn à tại vì 20 năm về trước thì tôi có ở cấp của anh bảy 20 năm về trước và ở mấy năm ở được 4 năm quen đó của Dũng rồi đó nghiêm dạ thì đó là ở cấp của tôi không à mấy em đó hồi đó là ở cấp ở chạy của tôi luôn đó mà tôi nói cái chuyện mình nghe hồi đó cực khổ lắm dân dây điện vòng và mỗi người dân cái giọng mà đeo cái đèn đúng như này chứ không có một ngủ nữa sáng bữa nào tôi cũng bắt mà cơm lên rồi tôi đi hái rau kiếm rồi hết rau tôi hái ba cái bỏ cái heo bỏ mực gì đó mày ngày xưa 20 năm trước thì mình có ở cổng vua là bảy mình là ta tốt là tôi đó nhớ là cái cảnh hai ngày trước của ở cống của anh bảy đó thì phải nói là vất vả lắm quý ơi cũng như mà nước lớn mà tràn lên đó là phải đi nước lẫm chởm nữa vất vả lắm mà nói vất vả lắm dạ đúng rồi là đâu có đủ mà lo gạo cho mấy anh em đùa ăn đâu phải cứu đất ở trong cống á mà nói nha nội đất bờ đó ha tôi lặn tóc tay sải chân tới chừng giờ lỡ cái chuồng heo đằng kia thấy mà ớt luôn bất chấp hồi đó là cũng bất chấp làm nuôi cho mấy đứa em mà anh em ở đó nuôi náo lo tuần hành cái đợt đầu tiên đó là ông Thảo là ở đó là 8 tháng Thảo thứ hai là Úc Hương ở đó là ngày xưa đợt thứ ba mới tới mấy đứa em Thảo này nè mấy em là chạy đồ chỉnh dũng đồ nghiêm chỉnh phận rồi đó chưa mỏng rồi đó là hồi đó là con ở là cũng còn thầm vì cái nhóm mà thời thứ ba thì mấy anh em đây thì anh Bảy vừa mới nói là cũng ở cấp của anh Bảy này hết một thời gian sau này rồi mới về trên này mình mới cắt tóc mình tu tập á bởi vì sau này cái tôi nghe mấy anh em tôi nói ông Bảy Thiện cái này ông thua cái tóc sau này rồi tóc thành như mỏng như dài rồi đúng rồi mấy anh em rồi tôi nói không là tôi nói vui mình thua ai chứ thua em thua cháu mình nhầm nhòi ai thua ai bên ngoài mình sợ chứ ai nữa giả lại mình cũng như xe dòng nó xe hết đời mình xe nó 20 năm hết đời mình 2 mấy năm rồi mình hết đời thôi bây giờ qua cái bên nó tắt một mình đợi để cho xe đời mới nó qua mặt để mua cái đụng bể đúng không cho nên tôi kể mình cái tuổi trẻ rồi cũng như bây giờ xe hết thời còn cho mấy em cháu nó hết biến bộ lên nó làm mình được chứ hồi đó là mấy đứa cháu ở với tôi là 41 đứa đó cả mà mấy đứa em là làm nấu một bữa sáng không 13 lít rưỡi gạo ăn mới đủ đều là 13 lít rưỡi là một ngày ăn trên 1 táo gạo đó mà ăn thật khổ gì đó mà nó mới cho hình nó giống cùng
sung sướng là ngày như mấy anh có ngày nay nó chưa có ra đường mà nó làm mất thành mà nó bị tạo như thế này đâu. Đó ăn lắm. Beep beep.